Kim Tuấn Kiệt bật mí cách giữ lửa tình yêu với bà xã Puka, hậu cầu hôn, Quỳnh Thư bỗng đăng đàn cảm ơn những người đã hại mình, Hải Tú bất ngờ đăng dòng trạng thái lạ đêm khuya, bỏ follow Sơn Tùng NTP, nghi vấn dạn nứt, Hiền Hồ tiết lộ lý do bán siêu xe bật cộng đồng mạng tanh tách khi bị đụng chạm quá khứ, Kỳ Duyên, Diệp Anh chúng mình có nhau, cặp đôi trăm tỷ của Trấn Thành, liệu có phim giả tình thật, hay cũng chỉ là chiêu trò PR phim? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin Khốn Kính Hậu Trường. Sau đây hãy cùng tôi điểm qua những tin hot hit trong ngày. Kim Tuấn Kiệt bật mí cách giữ lửa tình yêu với bà xã Puka. Những chia sẻ của nam ca sĩ khiến fan hâm mộ thích thú. Mới đây, trong dịp Valentine, Kim Tuấn Kiệt không giấu khỏi sự hạnh phúc khi nhận được quà từ Puka là một chiếc ốp điện thoại có màu sắc nổi bật. Tuy nhiên ngay sau đó nam ca sĩ còn nhận được thêm quà cùng lời nhắn nhủ của nửa kia: chúc cục chồng Valentine yêu em nhiều hơn. Love you. Kim Tuấn Kiệt đứng trước sự quan tâm chu đáo của Puka đã thốt lên: thì ra có người bí mật tặng tôi thêm món quà nữa. Đối với những người hâm mộ lâu năm của Puka và Kim Tuấn Kiệt, đa số đều không quá bất ngờ với việc nữ diễn viên gọi nửa kia là cục chồng, bởi chồng người đẹp cũng có hành động tương tự. Việc Puka và Kim Tuấn Kiệt đặt biệt danh thân mật cho đối phương là cục chồng, cục vợ trong một thời gian dài hẹn hò, sau đó tiến đến cuộc sống hôn nhân khiến cho mối quan hệ giữa cả hai ngày càng trở nên ngọt ngào, tình cảm hơn bao giờ hết. Trong cuộc sống đời thường, Puka còn vào bếp khi có thời gian rảnh để chiêu đãi Kim Tuấn Kiệt những món ăn ngon. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ từng nhiều lần hạnh phúc chia sẻ về khả năng nữ công gia chánh của bà xã. Gần nửa năm chung sống, cặp uyên ương vẫn cùng nhau phát triển sự nghiệp cá nhân. Ở những sự kiện được mời xuất hiện cùng nhau, cả hai luôn ăn vận tông xuyệt tông và thoải mái thể hiện những hành động quan tâm, chăm sóc đối phương. Hậu cầu hôn, Quỳnh Thư bỗng đăng đàn cảm ơn những người đã hại mình. Đến hiện tại người đẹp vẫn giữ kín danh tính nửa kia. Mới đây, Quỳnh Thư bất ngờ công khai được bạn trai cầu hôn sau gần một năm hẹn hò. Thông tin này khiến dân tình xôn xao. Ở một diễn biến khác, người đẹp đã có bài đăng đầy ẩn ý. Cô gửi lời cảm ơn những người đã bày mưu tính kế hại mình. Cụ thể, nữ diễn viên đăng đàn đầy ẩn ý trên mạng xã hội, ngồi suy đi ngẫm lại chính ra phải cảm ơn người bày mưu tính kế, bỏ tiền bỏ sức ra hại mình, để mình có thể tìm ra chân ái cuộc đời mình. Và khi bạn có cuộc sống chất lượng, bạn sẽ quên những người kém chất lượng. Dù không nói đích danh ai nhưng status đầy ẩn ý của Quỳnh Thư khiến dân mạng không khỏi bàn tán. Nhiều người đồn đoán người đẹp đang nhắm tới Diệp Lâm Anh. Ngày sau đó Diệp Lâm Anh cũng có chia sẻ ẩn ý trên trang cá nhân, đã tìm ra được chủ nhân thật sự của hai thùng trà sữa. Nhiều người khẳng định chị đẹp đang ngầm đáp trả Quỳnh Thư. Trước đây, Quỳnh Thư từng được đồn đoán là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân giữa Diệp Lâm Anh và Hiến Đức. Nhiều bằng chứng ngoại tình liên tục được tung ra khiến Quỳnh Thư bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề, nhưng cô vẫn liên tục có những chia sẻ ẩn ý, bị cho là có thái độ thách thức. Sau đó, Quỳnh Thư dần kín tiếng hơn và hiếm khi xuất hiện trong các hoạt động showbiz. Trước đó, chia sẻ về việc được cầu hôn, Quỳnh Thư ví bạn trai xuất hiện như một thiên thần hộ mệnh cho cô, giúp những mong muốn của cô thành hiện thực. Hải Tú bất ngờ đăng dòng trạng thái lạ đêm khuya, bỏ follow Sơn Tùng NTP, nghi vấn dạn nứt. Hải Tú bỗng nói về thay đổi quá khứ, đăng story màn hình đen gây xôn xao mới đây. Hải Tú khiến dân mạng xôn xao khi đăng dòng trạng thái bí ẩn lúc nửa đêm. Theo đó, nàng thơ của Sơn Tùng NTP viết: "Nọ oan can trên the past, tạm dịch, không ai có thể thay đổi được quá khứ." Ngay lập tức, status này của Hải Tú nhận được lượng tương tác lớn từ netizen. Nhiều người cho rằng cô nàng có chuyện không vui hoặc đang chuẩn bị hé lộ một sản phẩm comeback. Vừa mới đây, cô nàng đã xóa ảnh đại diện và unfollow Sơn Tùng trên tất cả nền tảng mạng xã hội. Phía dưới phần bình luận, ngoài người hâm mộ, Ben Phạm, từng làm giám đốc sáng tạo tại công ty của Sơn Tùng cũng bày tỏ sự lo lắng của sao vậy bạn. Bởi từ trước đến nay, đây là lần hiếm hoi cộng đồng mạng thấy Hải Tú suy như vậy trên mạng xã hội. Đáng chú ý hơn, trên story Instagram, cô nàng còn đăng một đoạn video ngắn với màn hình đen, ghi lại giọng hát của mình vào lúc nửa đêm. Điều này càng khiến dân tình tò mò vì Hải Tú vốn là người kín tiếng. Thời gian gần đây cô chỉ chủ yếu đăng hình ảnh cá nhân hoặc các hoạt động liên quan đến công ty. Hiền Hồ tiết lộ lý do bán siêu xe bật cộng đồng mạng tanh tách khi bị đụng chạm quá khứ. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện lại đoạn clip Hiền Hồ hát hò trong chiếc siêu xe G63 từng dính nhiều ồn ào. Nữ ca sĩ cũng xác nhận đã bán đi chiếc xe này và chia sẻ lý do để lấy tiền thực hiện các MV ca nhạc. Hiền Hồ cho biết thêm, việc bán xe không liên quan đến những tin đồn kẹt tiền hay thiếu show diễn. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về việc quay lại showbiz sau ồn ào. Thôi, quay lại được thì quay, không thì thôi, tôi cứ kệ, tôi cứ làm việc của tôi thôi, được đón nhận thì quay lại, không thì thôi, mình cứ cố gắng làm việc của mình thôi, còn ai làm gì đó thì làm, không có khao khát đâu. Tuy nhiên, chia sẻ của Hiền Hồ lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng nữ ca sĩ đang cố gắng đóng vai nạn nhân. Bên cạnh đó, thái độ bất cần và cách đáp trả ăn miếng trả miếng với khán giả khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng được đón nhận của Hiền Hồ trong tương lai. Trước đó, Hiền Hồ cũng từng xù lông và chửi bới những khán giả có ý mỉa mai mình. Nữ ca sĩ cho rằng việc dính drama là điều may mắn vì giúp cô được đi diễn nhiều hơn. Kỳ Duyên, Diệp Anh chúng mình có nhau. Trước những tin đồn rạn nứt tình cảm với Minh Triệu, Kỳ Duyên và Diệp Anh đã có những hành động thân mật. Hôm qua cô nàng cùng người chị em Diệp Lâm Anh đã gặp gỡ thân mật và đi ăn uống cùng nhau. Điều mọi người thắc mắc là Minh Triệu đâu mất rồi mà Valentine để Kỳ Duyên thế này. Tối ngày 15 tháng 2 mới đây, Kỳ Duyên đã có buổi hội ngộ thân mật mùng 6 Tết cùng người chị em thân thiết Diệp Lâm Anh. Trên trang cá nhân, loạt ảnh đọ sắc vóc cùng nàng hậu Việt Nam 2014 khiến dân tình thích thú truyền tay nhau.
Sau khi ăn nhậu thì Kỳ Duyên và Diệp Anh còn quẩy cùng nhau khiến cư dân mạng thích thú, thắc mắc rằng không biết ai mới là Star Real. Cặp đôi trăm tỷ của Trấn Thành, liệu có phim giả tình thật hay cũng chỉ là chiêu trò PR phim? Loạt hành động đáng ngờ ở sự kiện cực tình tứ trong bộ ảnh mới là cố tình tạo hin hay thật sự nên duyên hậu đóng chung phim trăm tỷ? Đường đua phim Tết năm nay ghi nhận cơn sốt phòng vé của Mai do Trấn Thành đạo diễn. Tính đến 16 giờ ngày 14 tháng 2, doanh thu phim Mai đã vượt 160 tỷ đồng và hiện tại vẫn đang khuynh đảo các hệ thống rạp. Ngoài sự lên tay của Trấn Thành thì thành công của Mai còn có sự đóng góp không nhỏ của cặp diễn viên chính Phương Anh Đào và Tuấn Trần. Phương Anh Đào và Tuấn Trần được nhận xét đã tròn vai, mang đến cảm xúc chân thật cho người xem, không chỉ trên màn ảnh rộng mà ngoài đời. Cả hai còn có những chemistry chất lượng khiến nhiều người không khỏi đặt nghi vấn phim giả tình thật. Theo đó, trong những bộ ảnh quảng bá sau khi phim ra rạp, netizen dành nhiều sự chú ý đến tương tác ngọt ngào của Phương Anh Đào và Tuấn Trần. Từng cử chỉ và đặc biệt là ánh mắt mà cả hai dành cho nhau khiến dân mạng càng thêm chắc niềm tin Phương Anh Đào và Tuấn Trần hẹn hò sau khi đóng Mai. Đáng nói, nghi vấn cả hai hẹn hò đã nổ ra trước cả khi Mai khởi chiếu. Cụ thể trong lần cùng dự lễ trao giải Cánh Diều Vàng, Tuấn Trần và Phương Anh Đào gây chú ý khi có loạt khoảnh khắc đáng ngờ. Tim qua đường liên tục tóm dính cả hai trao cho nhau nụ cười ngọt ngào, ánh mắt tình cảm và còn hẹn ra một góc riêng để cười nói. Khi Phương Anh Đào gặp khó khăn khi di chuyển bậc thang, Tuấn Trần đã tinh tế dìu tay đồng nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, khi sự kiện kết thúc, cả hai tách nhau ra về. Chi tiết quan trọng nhất chứng minh mối quan hệ tình trong như đã mặt ngoài còn e của Phương Anh Đào và Tuấn Trần chính là cả hai ra về trên cùng một chiếc xe. Nhân viên thuộc công ty của Tuấn Trần đã đưa Phương Anh Đào ra xe trước và đưa bảo vệ che chắn, đóng kín cửa. Vài phút sau, Tuấn Trần bước ra để phân tán sự chú ý của những người xung quanh. Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò PR phim. Việc cặp đôi chính liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cùng loạt hành động đáng ngờ chỉ để tạo sự thu hút của truyền thông và dư luận. Trước tin hẹn hò, Tuấn Trần lên tiếng. Tuấn Trần với Đào là đồng nghiệp đóng chung phim Mai nên rất quý nhau. Lúc đó là giải Cánh Diều Vàng, chung thời điểm phim đóng máy. Sau lễ trao giải, cả hai gặp nhau vậy thôi, chỉ là đồng nghiệp quý nhau thôi. Về phía Phương Anh Đào, cô chia sẻ với truyền thông, chúng tôi cũng cười thôi chứ biết sao bây giờ. Chắc mọi người thấy hai đứa đẹp đôi nên mới bảo có phim giả tình thật, vậy là thành công rồi. Bởi vì xem phim tình cảm, xem một cặp nam nữ trình diễn chung mà không có sự bùng nổ chemistry, người xem không bị cuốn theo nó rồi nhiệt tình đầy thuyền thì chúng tôi mới buồn á. Nhắc nhiều đến cặp đôi nghĩa là chúng tôi tạo ra cảm xúc đủ thật, mọi người xem và thấy thương, thấy tiếc cho hai đứa thì chúng tôi thú thật là rất vui. Nói về lần hợp tác vào vai yêu đương với Tuấn Trần, Phương Anh Đào chia sẻ, trên phim trường, mọi người cũng rất tôn trọng anh Đào và Tuấn Trần, tạo không gian làm việc thoải mái nhất. Lúc quay cũng chỉ có một quay phim ở trong thôi, bắt góc tốt và vẫn che chắn được cho diễn viên. Chúng tôi không cảm thấy ngại ngần. Một điều may mắn nữa là tôi được làm việc cùng Tuấn Trần. Bạn ấy cho anh Đào cảm giác tin tưởng, chia sẻ được. Bước vào cảnh đó, tôi cảm thấy rất thoải mái. Bản tin Cũng Kính Hậu Trường đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.